Tập 7. Tổng giám đốc, ở ghế sau có tư liệu về gia đình nhà họ Chung, mà anh bảo tôi thu thập và chỉnh lý lại. Được, cảm ơn anh. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nữa hả? Tôi đang nói anh đấy. Anh làm gì thế? Sao lại xem ảnh của tôi? Chảy nước miếng rồi kìa. Nói đi, anh có ý đồ gì? Anh chính là kẻ yếu kém, tay to mặt lớn, mắt xết môi cong, IQ bằng 0, EQ thì âm vô cực. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Không sao. Phải rồi, sau khi về Thượng Hải, chúng ta về nhà hay về công ty trước? Tôi đến một nơi trước đã. Con làm gì mà thu dọn cả buổi, vẫn chưa xong thế? Loạn hết cả lên, thắt nấy mà. Nào đưa mẹ, để mẹ xếp cho. Vẫn là mẹ tốt nhất. Tất nhiên rồi, có mẹ nào không thương con mình chứ. Nhưng một ngày nào đó, nếu đứa con đó có người mình yêu, thì chưa biết chừng sẽ bỏ cả mẹ mình. Mẹ, mẹ nói gì thế? Nói gì chứ? Từ sau khi Tào Tâm Thạch không từ mà biệt, con cứ như người mất hồn ấy. Không phải sao? Làm gì có chuyện đó à? Còn nói là không có. Thời gian vừa rồi con và Tào Tâm Thạch cứ đưa mắt qua lại. Có thể hai người đàn ông thờ ơ nhà mình không nhận ra được. Nhưng mẹ con là ai? Con là miếng thịt dứt ra từ trên người mẹ. Mẹ còn không nhận ra tâm tư của con hay sao? Giả lại mẹ cũng từng trải qua thời trẻ. Khoan đã mẹ. Mẹ, con và Tào Tâm Thạch không có gì hết. Khả Khả, mẹ không phản đối con yêu đương và có bạn trai. Nhưng có một việc mẹ phải nhắc nhở con. Đó là lúc con đối mặt với một cuộc tình, con phải hiểu rõ cảm nhận trong lòng mình. Nếu như con thực sự thích người đó, con chắc chắn là người đó, người đó cũng tốt với con, thì mẹ sẽ chúc phúc cho con. Ngại rồi kìa. Còn bé ngốc này. Được rồi, được rồi. Con tranh thủ thu dọn đồ đi. Vâng, cái này mẹ vừa gấp xong. Được rồi, được rồi. Đưa cho mẹ, đưa cho mẹ đi. Con để đó đi, để mẹ làm cho. Vâng, vậy con không làm nữa. Bố ơi, bố mau lên đi ạ. À, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Con có chuyện muốn nói với bố. Từ từ. Mì hải sản này con trai. Từ sau khi hai đứa về, mẹ con độc chiếm hết cả cái bếp, nên con không có cơ hội thưởng thức tay nghề của bố. Ăn thử xem thế nào. Vẫn như xưa. Đây là gì thế? Xem như là quà của con và Khả Khả tặng bố. Quà tặng bố sao? Con biết có vài thứ trong đó vẫn hơi trẻ con, nhưng con và Khả Khả thấy, bố cứ xem trước đi. Con trai, cảm ơn các con. Bất kể con và Khả Khả đi đến đâu, hy vọng hai đứa luôn khắc ghi hai anh em con vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ.
Chú Trần, thiếu lỗi, về muốn thế à? Bố cháu đâu à? Ông chủ đang trong phòng sách. Ông ấy không được khỏe cho lắm, nên tôi sẽ ít thuốc mang qua cho ông ấy. Chú để cháu à? Được. Bố, thiếu lỗi, sao con lại về rồi? Bố lại không khỏe à? Bố sắp khỏi rồi. Bố uống thuốc trước đi. Bố, con muốn nói chuyện với bố về việc khai thác triển khai khu nghỉ mát DH. Sắp khởi công xây dựng giai đoạn đầu của khu nghỉ mát rồi à? Bố đã nói với con rồi, bố không nhúng tay vào chuyện của công ty nữa. Bố đã là một ông già lui xuống từ chức chủ tịch rồi. Nhưng ban đầu là bố phản đối chuyên án này nên con mới tham gia vào. Chẳng phải con vẫn dùng hành động thực tế để ủng hộ mẹ con đó sao? Ban đầu quả thực là vậy, nhưng sau khi nghiên cứu toàn bộ kế hoạch phát triển, con cho rằng trong tương lai công ty có thể thu được lợi nhuận rất tốt từ chuyên án này. Là tổng giám đốc của tập đoàn, con không có lý do gì để phản đối nhỉ? Nhưng mà bố, bố có thể nói cho con biết tại sao bố lại phản đối chuyên án này không? Không sao à, hôm nay con đến chỉ là muốn cho bố biết quyết định của con. Con quyết định ngăn cản tiến hành dự án này. Con muốn ngăn cản dự án này sao? Tại sao? Con cho bố lý do đi. Con không hy vọng chúng ta theo đuổi lợi ích bằng sự đau khổ của người khác. Con đã đến làng Quang Lãng rồi sao? Vậy họ, ý bố là những người dân đó, họ có thái độ gì vậy? Đa số người dân đều chấp nhận bồi thường di dời và chuyển đến khu Quang Lãng chúng ta mới xây dựng ở trên thị trấn mới. Khu vực quan trọng nhất giữa câu lạc bộ du thuyền và khu nghỉ mát, có một hộ dân kiên quyết không rời đi. Làng chài Quang Lãng. Sao bố biết à? Bố hiểu rõ tính cách của Chung Thiên Hữu. Chắc chắn ông ấy thề chết cũng không chịu rời đi. Bố, bố quen biết người nhà họ Chung sao? Lúc còn trẻ, bố từng sống ở đó, nên bố phản đối dự án phát triển này cũng là vì quan tâm đến những người bạn cũ đó sao? Cũng không hẳn là vậy. Vậy gia đình Chung Thiên Hữu sống có tốt không? Họ vẫn không chịu thỏa hiệp. Bây giờ chuyện kinh doanh ở làng chài Quang Lãng rất ế ẩm, không biết có thể trụ được bao lâu. Ngoài Chung Thiên Hữu ra, còn vợ mấy thì sao? Họ đều sống rất tốt, có hai đứa con, một trai một gái. Tuy chuyện kinh doanh gia đình không tốt, nhưng mỗi ngày đều cười nói vui vẻ. Cho dù là đứng nhìn từ xa, cũng cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình họ. Bố, bố, bố không sao. Bố tuổi đã cao rồi, đôi lúc khó tránh đa sầu đa cảm, nhất là khi con kể họ sống hạnh phúc như thế. Bố nghe thấy sẽ có cảm giác thay đổi rất lớn. Cuộc sống gia đình họ đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.
Phải, người một nhà. Thiếu Lỗi, bố biết những năm qua con vẫn luôn trách bố. Ban đầu không cùng con giữ em gái con lại. Đều là chuyện đã qua rồi à? Là bố không tốt. Từ nhỏ hai đứa sống trong gia đình này đã không cảm nhận được bao nhiêu sự ấm áp. Bố, thoát cái đã 8 năm rồi, cũng không biết em gái con sống ở bên ngoài có tốt không. Đồ ăn sáng. Mẹ vẫn giận con sao? Con xin lỗi, sau này con không dám nữa. Con quá đáng lắm đấy. Con có biết mấy ngày mẹ không nhìn thấy con, mẹ lo lắng tới mức nào không? Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Chẳng nghĩ cho cảm nhận của mẹ gì hết. Con không có ý mà. Sao con biết mẹ sẽ về sớm mấy ngày chứ? Bạn nhỏ Lý Đông Đông, bây giờ ý con là sau này lúc mẹ không có ở nhà, con có thể tự dưng biến mất rồi chạy lung tung khắp nơi sao? Con có biết không, bây giờ thím tôi hàng xóm còn không nói chuyện với mẹ nữa. Chẳng phải là vì con sao? Chẳng nói chẳng rằng đã chạy lung tung khắp nơi. Bây giờ thì hay rồi, sau này nếu có buổi diễn bên ngoài thì con phải làm sao? Con hư thế thì ai giúp mẹ chăm con nữa? Con nói đi. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con đi mà. Con hứa sau này sẽ không ham chơi nữa. Tha thứ cho con đi mà, nhé mẹ. Nếu lần sau con còn dám không nghe lời mẹ thì con chết chắc đấy, biết chưa? Con không dám nữa đâu. Con nhìn con đi, ăn mà lem hết trên mặt đây này, rớt cả lên chân rồi kìa. Đứa bé hư, con nhìn con đi. Số 21 đường thiếu nhân chuẩn bị. Đến mẹ rồi, con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ nhé, biết chưa? Mẹ chắc chắn sẽ được chọn à. Ngoan nhé. Bắt đầu. Được rồi, người tiếp theo. Số 3. Người tiếp theo. Anh Lý Hạo, rất vinh hạnh khi mời được anh đến đảm nhiệm vị trí giám đốc nghệ thuật của vở kịch múa này. Nếu đã mời tôi đến thì tôi nghĩ các cô cũng đã biết rõ phong cách làm việc của tôi. Trong quá trình từ biên đạo đến biểu diễn, tôi yêu cầu các bộ phận phải phối hợp hết mức có thể với yêu cầu của tôi. Có bất cứ khâu nào không đạt yêu cầu, tôi sẽ loại bỏ. Dân dân dân. Số 21 đường thiếu nhân. Là cô ta. Người tiếp theo. Đợi lát nữa, anh chị mày về rồi. Mày phải ngoan hơn nhé. Mấy ngày vừa rồi tao mới tốt với mày lắm đấy. Cho mày ngủ cả trên giường tao, còn cho mày ăn uống tốt nữa.
phải nghe lời tao nhé. Đợi chút, đừng đi nhanh quá. Khả Khả, cậu đến rồi à? Nhất Phạm có về cùng cậu không? Bọn mình vừa đến đầu ngõ, còn chưa đến cửa nhà. Mấy ngày qua Tâm Thạch ở chỗ cậu có ngoan không? Tất nhiên rồi, mấy ngày vừa rồi mình chăm nó tốt lắm. Xem cậu về sẽ đình đáp mình thế nào đây. Này Tâm Thạch, Khả Khả không nói nữa, Tâm Thạch chạy mất rồi. Cậu nói gì? Tâm Thạch chạy rồi sao? Tiếp theo tôi xin tuyên bố danh sách những người được chọn. Số 4, Lưu Hạ Lượng. Tuyệt. Số 6, Di Dĩ. Số 10, Dương Hân. Số 13, Hà Lệ Na. Số 17, Kim Tinh. Số 20, Dương Thấm Nhi. Số 21, Đường Thiếu Nhân. Là tôi. Tôi xin lỗi. Được rồi, đây là danh sách các vũ công trúng tuyển. Được rồi, rất cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi xét tuyển hôm nay. Đối với các vũ công không được chọn, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người giám đốc nghệ thuật của chúng ta, anh Lý Hạo. Xin mời các vũ công không được chọn rời đi. Đầu tiên, xin chúc mừng các vũ công được chọn. Tôi là Lý Hạo, là giám đốc nghệ thuật của vở kịch sân khấu lần này. Rất nhiều bạn đã bình luận về tôi rằng tôi là ví dụ điển hình của người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi nghĩ họ nói không sai. Nhưng mà có một điều họ không biết. Tôi có yêu cầu rất cao với Tiểu Tiết. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Lý Hạo, tại sao lại là anh ta? Mình phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Cho cô một tháng, giảm 2,5 kg. Theo tôi thấy, một vở kịch sân khấu không có trình độ thì không xứng để thể hiện cho khán giả xem. Vậy nên 3 tháng tập luyện tiếp theo, trong quá trình bồi dưỡng và lựa chọn, tôi sẽ đưa ra yêu cầu cao nhất với mọi người. Đây là sân khấu, cũng đồng thời là chiến trường. Các bạn là vũ công, đồng thời cũng là chiến sĩ. Trên chiến trường, chiến sĩ hoặc là chết, hoặc là giành thắng lợi. Vậy nên thưa các bạn, tôi hy vọng các bạn sẽ thể hiện được tốt nhất và có màn biểu diễn giá trị nhất để chinh phục tôi, đồng thời chinh phục sân khấu này. Có vấn đề gì không? Không có. Số 21, Đường Thiếu Nhân xin mời bước ra đây. Số 21, Đường Thiếu Nhân mời bước ra đây. Nhanh lên. Nếu cô định dùng thái độ này để tham gia tập luyện thì tôi khuyên cô nên sớm rút lui. Tam Thạch, sao mày lại ở đây vậy? Tam Thạch, Tam Thạch, Đông Đông, thế nào ạ? Mẹ được chọn rồi. Mẹ giỏi quá, mẹ giỏi quá, mẹ giỏi quá. Mẹ giỏi quá, giỏi quá.
Mẹ giỏi quá, mẹ giỏi quá. Mẹ giỏi quá, mẹ giỏi quá. Mẹ, chú ấy là ai thế? Chú ấy là giám đốc nghệ thuật sân khấu lần này. Phải rồi, con chó này đâu ra vậy? Nó tên là Tam Thạch. Tam Thạch? Đúng vậy, nó tên là Trung Tam Thạch, là anh em của con. Tam Thạch, mày ở đâu? Tam Thạch, Tam Thạch, Tam Thạch. Văn Tú thế nào rồi? Khả Khả, Tam Thạch vừa nãy nó tự dứt dây rồi chạy mất. Làm thế nào bây giờ? Được rồi, con đừng sốt ruột. Anh mình đã đi tìm ở khu vực gần đây rồi. Nó chạy hướng nào vậy? Mình cũng không biết. Vậy chúng ta qua bên kia tìm đi. Đi thôi, được. Tam Thạch, Tam Thạch, Tam Thạch. Tam Thạch, Tam Thạch. Người anh em Đông Đông. Đông Đông. Đúng là em này, Đông Đông. Thằng ranh này, em cứ chạy lung tung. Có biết bọn anh lo lắng cho em không? Ai nói chứ? Em có đến nhà anh tìm mọi người mà. Nhưng không ai ở nhà hết. Được rồi, anh xin lỗi. Anh và chị Khả Khả về nhà một chuyến. Hôm nay mới quay trở lại. Về nhà sao không để lại tin tức gì chứ? Em còn tưởng mọi người chuyển đi rồi cơ. Em còn thích bọn anh không tốt à? Là em không từ mà biệt trước mà. Ai nói chứ? Em có để lại thư cho mọi người mà. Nhưng mọi người chẳng để lại gì hết. Em còn cáo kỉnh à? Em học ai thế? Toàn học cái xấu à? Cáo kỉnh này, cáo kỉnh này, cáo kỉnh, cáo kỉnh này. Giỏi lắm phải không? Anh đấy, Lý Đông Đông. Đây là chị em. Chào chị. Chị là... Đây là anh em tốt của em. Anh ấy tên là Trung Nhất Phàm. Mấy ngày trước em ở nhà anh ấy. Đông Đông đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh. Tôi là Trung Nhất Phàm. Tam Thạch, Tam Thạch, Tam Thạch, Tam Thạch, Tam Thạch. Đi đâu rồi không biết? Có điện thoại. Mau nghe đi. Alo. Khả Khả, anh tìm được Tam Thạch rồi. Anh tìm được nó rồi à? Ở đâu? Em đừng sốt ruột. Không những tìm được Tam Thạch mà còn tìm được một người bạn cũ. Bây giờ các anh đang ở đâu? Anh đang gặp ai vậy? Lát nữa anh sẽ dẫn người đó về gặp em. Anh còn dẫn người đó về nhà sao? Đúng vậy. Sao thế? Không hoan nghênh à? Không phải, em rất tò mò xem người ấy là ai. Em có quen không? Có chứ. Hơn nữa em gặp rồi chắc chắn sẽ kinh ngạc.
Được rồi, anh không nói nhiều với em nữa. Anh phải mời người đó ăn cơm đây. Lát nữa gặp nhé. Tạm biệt. Cúp máy rồi. Vậy anh ấy có nhắc đến mình không? Vậy chúng ta đi đâu gặp anh ấy đây? Lát nữa anh ấy hẹn bạn đi ăn rồi. Nín. Bật cầu báo động đấy à? Sao anh ấy lại thế chứ? Không biết người ta nhớ anh ấy lắm sao? Lưng cậu không thoải mái sao? Cậu hiểu mà. Mình không hiểu lắm. Anh bảo vệ đẹp trai mình gặp lần đầu đã yêu. Tốt. Đồ mê trai. Này, Trung Khả Khả. Cảm ơn. Cảm ơn. Tổng cộng 140 tệ. Không cần thối lại đâu. Cảm ơn anh. Nhưng mà sự lao động của tôi không để mạc như thế đâu. Nếu anh hào phóng như thế thì tôi sẽ giúp anh đưa số tiền thừa vào thùng quyên góp. Anh tiêu đời rồi. Chị ấy giận rồi. Sao cô ấy lại giận? Nào, uống trà đi. Sao anh Nhất Phạm mãi chưa về thế? Anh ấy đi đâu rồi? Làm gì mà lâu chứ? Là cậu sốt ruột thì có. Lần trước mình gặp anh ấy ở Kerry Center xong thì không gặp lại nữa. À, gần đây công việc của mọi người tiến triển đến đâu rồi? Rất tốt. Vẫn vậy. Có điều gần đây mấy người bên tập đoàn tài chính hình như có dự án mới, nên tiến độ bên chúng mình cũng không nhanh như trước. Khả Khả, lần này về cậu có dự định gì không? Lần trước vắng mặt trong cuộc họp, xong rồi cậu lại vội vàng xin nghỉ. Hình như giám đốc không vui cho lắm. Mình quyết định rồi. Quyết định cái gì? Quyết định rời nhóm kế hoạch khu nghỉ mát DH. Tại sao chứ? Bởi vì nguyên nhân cá nhân. Cậu thực sự quyết định rồi sao? Tiếc quá. Dự án này thực sự là cơ hội rất tốt. Đối với người lập kế hoạch, không gian phát triển cũng lớn nữa. Nhưng mà cậu quyết định thế nào mình cũng ủng hộ. Ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình chứ? Được rồi, vậy cậu dọn dẹp cùng mình đi. Quả nhiên là chị em tốt. Đồ quý khách gọi đã có rồi. Cảm ơn. Của tôi. Xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi thực sự không có ý đó. Vậy anh có muốn gọi thêm gì không? Đôi lúc tôi nói chuyện hơi ngố, nên bây giờ đang là giờ làm. Đừng làm phiền tôi làm việc có được không? Anh có muốn gọi thêm gì không? À,
vậy cho tôi một ly latte. Đá đi, đá. Một ly latte đá. Được, có ngay đây. Phiền anh ra ngoài đợi. Lát nữa sẽ có người mang qua cho anh. Xin chào quý khách, mời quý khách uống nước. Được, cảm ơn. Ghi lại menu, cần gì cứ gọi tôi nhé. Được, cảm ơn. Sao anh vẫn còn ở đây? Tôi không thể ở đây sao? Anh đúng là phiền phức thật. Cô Đường, câu này đại diện cho quán cà phê của cô hay là suy nghĩ của cá nhân cô vậy? Anh muốn khiếu nại tôi đúng không? Tùy anh. Trời ạ, sao lại có người như thế chứ? Trước đây anh đã từng làm gì ở quán cà phê chưa? Trước đây tôi chưa từng làm gì ở quán cà phê. Nhưng mà tôi... Trời ạ, đúng là điên rồi. Tiêu rồi. Lần này giám đốc sẽ không tha cho mình đâu. Người anh em, đi đâu mà lâu thế? Thiên cơ bất khả lộ. Mà ăn đi, lát nữa anh đưa em đi gặp chị Khả Khả. Xin hỏi anh chị đã chọn được đồ chưa? Tôi muốn hỏi chút, latte có thể thêm sữa được không? Trong latte đã có sẵn sữa rồi. Anh thích chị em cái gì? Đừng nói linh tinh, mau ăn đi. Nếu đã quyết định rồi, tại sao còn phải chán nản chứ? Chung Khả Khả, không phải mỗi lần bỏ ra đều có gặt hái, cũng không phải mỗi lần cày cuốc đều có kết quả. Cho dù mất đi cơ hội này, ta tin rằng chỉ cần mày tiếp tục phấn đấu, chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt hơn đang đợi mày. Hey, 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 hey. Hey, hey.
Tam Thạch cứ chạy lung tung khắp nơi. Ngồi yên, không được cử động. Nhìn gì thế? Chị Khả Khả. Đông Đông. Chị Khả Khả, chị nhớ em quá Đông Đông. Em cũng rất nhớ chị. Em nhớ chị lắm, bạn gái của em. Chị có nhớ em không? Nhớ chứ, chị nhớ em chết đi được. Làm gì có bạn trai nào như em chứ. Chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, không chịu chào một tiếng gì hết. Có hiểu phép lịch sự không? Có biết bọn chị đi khắp nơi tìm em không? Anh, chị Khả Khả, chị đừng hung dữ với em thế. Em còn nhỏ mà. Em còn nhỏ. Để chị nhìn kỹ xem nào. Sao dạo này lại gầy đi thế? Có phải gần đây không chịu ăn hay không? Không chịu ăn đúng không? Vậy lát nữa chị Khả Khả xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho em, được không? Được à? Được, đi thôi. Chị Khả Khả, em muốn ăn cơm chị nấu lắm. Vậy hôm nay muốn ăn gì? Chỉ cần là đồ chị nấu em đều muốn ăn cả. Được. Này, họ không thèm để ý đến chúng ta. Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc. Tôi xin báo cáo lịch trình hôm nay. 8 giờ sáng, thị sát Kerry Parkside. 9 giờ có cuộc họp online với công ty con của bên Pháp. 10 giờ có báo cáo công việc của quản lý cấp chung. 2 giờ chiều có cuộc họp với nhóm kế hoạch khu nghỉ mát DH. 4 giờ chiều báo cáo tiến độ dự án hợp tác với tập đoàn Okumura. 7 rưỡi tối đi xem giao hưởng ở phòng hòa nhạc Thượng Hải. Tổng Giám Đốc, chủ đề quý này là mùa hè xa qua. Tổng Giám Đốc, anh không sao chứ? Chủ đề này có vấn đề gì sao? Tôi thích chủ đề này, hôm nay đến đây thôi. Mọi người chuẩn bị đi. 10 giờ bắt đầu họp. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay sao thế? Đổi tính nết à? Tổng Giám Đốc, cảm giác sau khi từ làng chài Quan Lãng trở về, trạng thái tinh thần của anh không được tốt cho lắm. Nếu một người đàn ông thường tưởng tượng người khác là người phụ nữ mà anh ta quen biết thì có nghĩa là gì? Tôi không biết người đàn ông với người phụ nữ này có quan hệ gì. Nhưng nếu cứ tưởng tượng người khác thành người đó thì chị ít có thể thấy người đàn ông này rất nhớ cô gái đó. Còn một khả năng nữa, đó là nghỉ ngơi chưa đủ, cho nên tinh thần suy nhược, ngủ một giấc là ổn. Mong là vậy.
Chào buổi sáng tổng giám đốc. Chào cái đầu anh ấy.